và Như đi đi đến cũng như là gia đình của vài con họ hàng thì Như đều nhận được những lời nói như vậy, nói tại sao con gái lại đi chơi đá bóng làm gì, tại sao không chọn một cái ngành nghề nào đó học đi. Đi như vậy rồi cái lúc mà Như về á, cái khoảng thời gian đó là Như còn nhỏ, Như chưa có biết sử dụng kem chống nắng gì đâu, Như về Như đen thui, Như thấy ghê lắm. Cái mọi người cũng nói như vậy đó, thì khuyến khích Như là đi theo một cái con đường học vấn, tìm một cái môn nào đó, tìm một cái ngành nào đó học có công việc ổn định hơn, không phải ngày nay đi lông bông đi thi đấu khắp mọi nơi như vậy, chăn nắng dầm mưa dãi nắng. Nói chung thì cũng có nhiều người cũng nhìn thấy Như như vậy thì cũng xót, nhưng mà Như cũng bởi vì thấy cái tình yêu và cái đam mê của Như nên dần dần thì mọi người cũng ủng hộ. Thật sự Như cũng rất là hãnh diện khi mà được UNESCO mời dự cái sự kiện lần này. Đó cũng thể hiện một phần nào đó là giống như là bóng đá nữ Việt Nam thì cũng có, mọi người cũng đã để ý đến. Và Như nghĩ đó là cái cũng chính nhờ vào cái hiệu ứng là bóng đá nữ Việt Nam đến World Cup. Và Như cũng mong muốn là với những cái hình ảnh lần này thì Như hy vọng là sau này bóng đá nữ Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp tục bước đến sân chơi World Cup thêm một lần nữa. Thật sự khi mà sang Bồ Đào Nha thì Như cũng là lần đầu tiên thôi, và cũng là cầu thủ nữ đầu tiên xuất ngoại ở Việt Nam. Thì mọi thứ với Như rất là mới mẻ, nhưng mà dần dần thì Như cũng đã dần dần thì Như cũng thích nghi được với cái lối đá của họ. Ở bên Bồ Đào Nha thì họ thi đấu rất là với cường độ rất là cao và dùng sức mạnh rất là nhiều. Thì lúc đầu cũng hơi khó khăn cho Như bởi vì thể hình Như rất là nhỏ, nhưng mà dần dần thì Như cũng làm quen và Như cũng được ban huấn luyện chỉ bảo thì Như cũng thích nghi được.